Rồi, mình chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube 8X Caravan. Như bạn tiếp tục theo cái series là xe Honda Winix của mình các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một đoạn vlog để nói về cái vấn đề là Honda Winix á, thì chúng ta chạy như thế nào để xe của chúng ta nó tiết kiệm nhiên liệu nhất nha các bạn. Chủ đề này thì mình nghĩ chắc lúc trước thì mình cũng có nói rồi các bạn. Lúc trước thì mình cũng có nói chia sẻ trong lồng ghép vào những cái video clip trước của mình, nhưng mà mình chắc các bạn có bạn biết bạn không, nay mình sẽ làm riêng cái video clip này, mình nói về cái chủ đề này để cho một số bạn mới sở hữu xe Honda Winix, các bạn mới mua, các bạn còn thắc mắc về vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn nắm ha. Rồi ở đây là Happy Day nè các bạn, mình đang chạy ngang qua khu du lịch Happy Day của Bến Đức Long An ha. Rồi rồi trở lại với cái vấn đề là gửi con Winix, chạy con Winix thì sao cho xe nó được tiết kiệm nhiên liệu nhất ha. Rồi như vậy nè các bạn, như các bạn biết á, thì xe mà chạy càng nhanh thì sẽ càng hao xăng, đúng không các bạn? Đó là đúng. Vậy xe mà chạy chậm thì nó có hao xăng hay không? Và câu trả lời là có nha các bạn. Xe chạy càng nhanh càng hao xăng, và ngược lại xe chạy càng chậm cũng sẽ càng hao xăng ha. Đèo tiền thì nó phải có một cái mức nào đó để xe của chúng ta không bị hao xăng, không bị hao xăng nhiều ha. Thì nó phải có cái mức nào đó ha. Chứ không lẽ chạy nhanh cũng hao xăng, chạy chậm cũng hao xăng, rồi chạy như thế nào cũng hao xăng hết, vậy là cái xe đó nó hao xăng rồi. Mình á, kinh nghiệm chạy xe của mình nay là mười mấy năm rồi các bạn. Kinh nghiệm của mình nay mười mấy năm rồi, thì lúc trước thì mình đi quay, mình đi tàu rút, mình đi Esper 20 ha. Đó là những cái chiếc xe đó thì nó xăng cơ, nó không có hệ thống phun xăng điện tử và coi như là nó cũng không có cái chế độ là đo mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe các bạn, giống như Winix của mình đó. Nhưng mà mình chạy mình cũng để ý các bạn, mình chạy mình chẳng để ý là chạy sao cho nó tiết kiệm nhiên liệu đó. Coi như là khi mà chiếc xe của chúng ta mà nó tiết kiệm nhiên liệu có nghĩa là nó hiệu suất của nó là đạt cao nhất nha các bạn, hiệu suất cao nhất là theo cái định lực bảo toàn năng lượng á. Thì nhiệt năng rồi nó sẽ chuyển hóa thành cơ năng, là định lực bảo toàn năng lượng, thì xe mà tiết kiệm nhiên liệu nhất là lúc đó là xe có hiệu suất cao nhất ha. Coi như là sinh công ra là chuẩn nhất đó. Thì mình thấy như thế này nè, đa phần những xe mà những chiếc xe của bạn mà các bạn chạy ở vận tốc 50 km/h là đến 60 km/h là nó tiết kiệm nhiên liệu nhất nha các bạn. Thấy xe nào cũng vậy các bạn, xe nào cũng vậy đó. Mình đã từng đi rất là nhiều xe nhưng mình thấy như vậy, điểm chung của các xe là vậy. Còn chạy trên mức 60 km/h hoặc là thấp hơn 50 km/h thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ hơn nha, hơn ở cái mức 50 đến 60 km/h nha. Nó sẽ hao xăng hơn đó. Thậm chí là chạy càng nhanh, các bạn kéo ra càng lớn chạy càng nhanh thì sẽ tiêu hao càng nhiên liệu càng nhiều ha. Chạy càng chậm thì nó cũng tiêu hao nhiên liệu nhưng mà nó không bằng chạy nhanh đó. Tại vì chạy nhanh là khi đó các bạn kéo ra lớn đúng không, thì cái
cái tua máy nó đánh lẹ phải không, thì nó cam nó gõ vô cái bắp các bạn, nó cái bắp hút hút đó thì nó động cơ nó sẽ phun xăng ra nhiều nhanh để xe chạy nhanh ha. Đó, thì như vậy thì nó sẽ tốn nhiên liệu hơn, nhanh hơn, nhiều hơn nha. Đó thì mình thấy vậy các bạn. Rồi bây giờ mình các bạn thấy nè, các bạn thấy nè, đây nãy giờ mình chạy là với vận tốc là cứ 50 mấy km/h là đồng hồ xe của mình nè, các bạn thấy không, nó mức tiêu hao nhiên liệu trung bình á là nó 66,9 km/h nè, các bạn thấy không, đó 66,9 km/h nè. Đó là mình đi vận tốc là 50 55 56 km nè, là nó vậy đó. Rồi bây giờ để kiểm chứng cái lời mình nói, mình sẽ chạy vận tốc trên 60 km/h, và các bạn để ý cái đồng hồ đo mức tiêu hao nhiên liệu của VinX này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đây mình sẽ kéo lên 60 nha. E59 nó đỡ hậu xăng quá các bạn ơi. Đó mình đi mình vừa chuyển qua nhớt mới rồi kèm luôn phụ gia E59 nữa, xe nó bốc vãi cà cờ luôn các bạn. Oh my god. Wow. Đỡ hậu xăng nữa. Xe đông các bạn ơi, giờ dẫn dẫn cách chỉ thị mới ha, và thích ứng linh hoạt mới các bạn ạ, thùng mới à, xe chạy đông đây, chạy cả lớn luôn nè các bạn. Đây nó xuống các bạn thấy không, đó mình chạy ra lớn các bạn thấy đồng hồ nó xuống 66,8 à, hồi nãy là 67 luôn các bạn. Đó mình chạy chạy 7,80 km/h là các bạn thấy không, nó xuống 66,8 luôn đó. Người là nó xuống 66,6 km luôn. Các bạn thấy không, các bạn kéo càng lớn, kéo ra càng lớn là các bạn chạy càng nhanh là đã tiêu hao nhiên liệu càng nhiều nha. Đó. Rồi chút để qua cái khúc kia mình kéo hơn nữa, các bạn xem là nó xuống tục quần luôn á. Tại nói đùa thôi chứ không giữ gì đâu, mình hết mình nó tiết kiệm nhiên liệu đúng các bạn, không phải như editor là rider đâu. Oh my god. Wow. Còn 86,6 km/h nữa các bạn. Đó, mình đang chạy vận tốc là 80 km/h nha. Đó, nếu như chạy những cái chiếc radio đó là nó sẽ tiêu hao hơn nữa các bạn.
các bạn thấy không, mình kéo lên 100 km giờ là tiêu hao nhiên liệu là nó xuống còn 65,9 km đến nha các bạn, đó tiêu hao dữ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ về mức 50-60 km giờ là tự động là nó sẽ lên rồi các bạn. Đó. 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 Là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ trở lại ít không tăng lại ha. Đó. Đó, thấy không? Rồi, còn nói về cái chạy càng chậm thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng hao hả, thì cái đó là nó quá rõ rồi các bạn. Đó, các bạn đi đường kẹt xe đó các bạn thấy không, các bạn đi đường kẹt xe đó, các bạn chạy cà rề thì tiêu hao nhiên liệu cực dữ ha. Cái đó thì mình không cần phải thử nữa các bạn, đó thử đó nó quá rõ rồi ha. Đó, các bạn chạy xe mà gặp những cái đường mà kẹt xe, những cái giờ kẹt xe này kia đó, các bạn chạy cà rề các bạn chạy chậm á, trò chạy tiêu hao nhiên liệu ghê lắm đó. Chạy càng nhanh thì càng tiêu hao nhiên liệu, và chạy càng chậm thì nó cũng càng tiêu hao nhiên liệu ha. Đó, nhưng mà tất nhiên thì chạy nhanh thì nó sẽ tiêu hao nhiên liệu hơn là chạy chậm rồi đó. Còn mà nói về cái mức mà tiết kiệm nhiên liệu nhất cho xe Honda Winx á, đó như mình đã nói nãy á, là ở vận tốc là 50-60 km/h, và mình đã thử rồi nha các bạn, là đúng 50 km/h ha, 50 km/h là tiết kiệm nhiên liệu nhất luôn. Đó, các bạn nếu các bạn không tin thì các bạn có thể thử nha. Và để thử á thì các bạn bắt buộc các bạn phải chỉnh cái đồng hồ nè, là về cái chế độ là tiêu hao mức nhiên liệu trung bình của quãng đường A là Audi A các bạn ha, A và cả A nha, mới được nha, đo mới được nha, mới chính xác nha. Đó các bạn, chứ còn các bạn nhấn A và G mà nó không có cái chữ A là đo không chính xác nha, nó nhảy lung tung ha, nhảy lung tung không chính xác. Chính xác là phải A và G A hoặc A và G B, tùy các bạn cài đặt quãng đường ha, các bạn reset cái đồng hồ khi bạn đổ xăng đó, các bạn reset xếp A thì các bạn đo A và G A, còn các bạn khi các bạn đổ xăng đầy các bạn reset lại cái xếp B thì các bạn sẽ đo đồng hồ A và G B nha. Đó thì các bạn mới biết được cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó như thế nào nha. Đó thì mình kinh nghiệm mình chạy đó, giờ mình chạy tất cả các xe mình đều thấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu á của xe là nó tối ưu nhất là ở 50-60 km/h. Đó, và đặc biệt là em Winx này. Và đặc biệt là em Winx này là nó ở 50 km/h nha các bạn, là tiết kiệm nhiên liệu nhất nha. Đó. Và chạy vừa đúng tốc độ quy định của pháp luật. Đó. Và cũng như là tiết kiệm nhiên liệu nhất và an toàn nhất cho người tham gia giao thông nha các bạn. Rồi, đây là đường dẫn vào cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương nha các bạn. Đó. Rồi thì video chia sẻ đến các bạn cái cách mà để chúng ta chạy xe Honda Winx tiết kiệm nhiên liệu nhất của mình đến đây là hết rồi các bạn. Đó, nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho một like, share cũng như đăng ký kênh và xem món cáo ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.